khi cô ba làm giám khảo. Chào Tâm. Dạ, con chào cô. Nghe em nói là em quản lý game đúng không? Dạ. Và thành thử ra em đối thoại trong cái chất đoạn này giống như là mình nghe cái tiếng vọng lại của mấy cái con búp bê không? Rất là dễ thương, nhưng mà không thể đối thoại cái cách như thế này trong một cái chất đoạn cải lương. Em về em nghe lại. Và cô muốn em thật lòng em mê cải lương thì em phải thực tập để mình đưa những cái câu thoại đó đến với công chúng khán giả bằng cả một cái quá trình mà em nghiên cứu về nhân vật của mình. Mà như anh vừa nói, cái chất nhân dân, một cái chất thật thà rất dễ thương, nhưng khi nó lên sân khấu nó phải được trau chuốt. Và đó là một người nông dân biểu hiệu cho người nông dân Việt Nam ở thời đại kỹ thuật số. Thật sự là đòi hỏi em như vậy đó. Cho nên có hứa với cô là sẽ chịu khó không? Dạ, con chịu khó học. Cảm ơn Tâm nha. Không chỉ nhận xét chuyên môn, cô ba còn hát tặng động viên thí sinh. Tiếc lắm này ơi, nghĩ sao em nói vậy, anh đừng cười nghe anh. Tặng cho con. Bởi vì con quá dễ thương và con muốn gặp con lần sau hết sức là tiến bộ, Tâm nha. Dạ, cảm ơn cô. Vâng, xin cảm ơn. À, nhiều khi quý vị thấy chị Bạch Tuyết cười không? Nhưng là một cô gái 18 đó quý vị. Nếu còn một cái bà già, một cái người mà 80 tuổi khác. Do đó cho nên là ở trên sân khấu này chúng ta thấy những điều hết sức là kỳ diệu. Và nếu quý vị chịu khó quan sát, quý vị sẽ thấy như thế này. Những cái chân chất như thế này khi lên thành phố thì khác. Người ta thích người ở nông thôn. Tại sao như thế? Họ chân thật.